Giá gia cầm hôm nay mùng 5 tháng 4, cập nhật giá gà, vịt mới nhất, gà thả vườn nhiều nơi khan hàng. Cập nhật giá gia cầm hôm nay mùng 5 tháng 4 tại các vùng. Chúng tôi thấy giá gà công nghiệp có xu hướng chững lại. Giá vịt thịt giao dịch ở các vùng vẫn ở mức cao. Giá gà ta thả vườn tại một số nơi ở miền Bắc đang ở mức cao do khan hàng. Giá gà hôm nay, gà công nghiệp chững giá. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay với chúng tôi. Nhiều chủ trang trại cho biết, giá gà công nghiệp giao dịch ở các vùng miền Bắc đang trững ở mức khá cao. Giá gà lông trắng bán tại chạy ở Thái Nguyên Hà Nội từ 36.000 đồng đến 38.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó, giá gà ta thả vườn bán tại các vùng hòa bình có nơi đạt trên 100.000 đồng mỗi kg. Dù giá gà thả vườn đang ở mức cao nhưng theo các thương lái, nguồn hàng vẫn khá khan hiếm. Do thời gian qua giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao, việc tiêu thụ sản phẩm lại khó khăn khiến cho nhiều hộ nghỉ nuôi hoặc giảm đàn làm cho nguồn cung mặt hàng này giảm sâu, ông Phạm Văn Thọ, thương lái ở Hòa Bình nói. Giá gà lai trọi vẫn duy trì ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Giá gà minh dư bán tại các vùng Đồng Nai, Long An đạt từ 58.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay ổn định ở mức cao. Ghi nhận tình hình tiêu thụ vịt thịt ở các vùng chúng tôi thấy giá vịt bầu lai bán tại các vùng miền Bắc vẫn ổn định ở mức cao, có nơi đạt trên 45.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ bán buôn trên dưới 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt bán tại các chợ dân sinh làm sạch khoảng từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi kg. Vịt nướng tại các hàng, quán bán trên dưới 180.000 đồng mỗi con. Giá vịt siêu thịt bán tại các vùng miền Nam vẫn ở mức trên dưới 41.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu thải có trại bán buôn được 60.000 đồng đến 65.000 đồng mỗi con. Giá vịt xiêm giao dịch tại các vùng cao nhất đạt trên 50.000 đồng mỗi kg. Giá ngan thịt bán tại các trại miền Bắc duy trì ở mức trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Ngan cái giả bán được trên 70.000 đồng mỗi kg. Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, giá ngan cái ngon làm sạch bán trên 90.000 đồng mỗi kg. Theo một số chủ trại nuôi gà trống tiến ở Hà Nội, thời điểm này đang có nhiều khách đặt hàng. Tuy vào độ tuổi và mã gà mà có giá từ 250.000 đồng đến trên 400.000 đồng mỗi kg. Bà Phạm Thị Mỡ ở Bà Vì, Hà Nội cho hay, gà trống thiến là một sản phẩm đòi hỏi nhiều công phu, tỉ mỉ. Gà phải được nở vào tháng riêng, thiến gà vào tháng tư, tháng năm, âm lịch. Vì lúc này thời tiết ấm áp và đã có lúa chiêm, gà ít bệnh, lớn nhanh và lánh dễ nuôi. Gà thái giám là cách gọi khác của gà trống thiến. Loại gà mến này sau khi được lấy kê từ lúc còn nhỏ và nuôi dưỡng lại càng trở nên giá trị hơn. Sở dĩ, đặc điểm của loại gà này là lúc nào lông cũng mượt óng ả, à, màu ngắn vì không còn tính dục như gà thường. Chân của gà thái giám rất vàng và nổi bật là hai hàng chỉ đỏ hai bên rất dễ nhận biết. Theo bà mơ, tuy thân hình không lớn nhưng gà mến được bán với giá cao hơn hẳn các giống gà khác nhờ hình thức đẹp và thịt có vị thơm, ngon, dai, da gà ăn rất giòn, được người tiêu dùng ưa chuộng.